có 5 tuần qua và đang đứng trước nguy cơ là cạn tiền vào đầu tháng tới nếu không có các khoản tài trợ mới nào. Vâng, được hưởng lợi nhiều nhất từ thỏa thuận này có lẽ là cựu CEO WeWork Adam Neumann. Theo nhật báo Phố Wall thì vị cựu CEO này sẽ từ bỏ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị WeWork và nhận 185 triệu đô la Mỹ chi phí tư vấn, bán lại số cổ phiếu có quyền biểu quyết cho SoftBank với giá là gần 1 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó thì Neumann còn được vay tới là 500 triệu đô la Mỹ và vẫn giữ một lượng cổ phiếu nhất định ở WeWork dù không có quyền bỏ phiếu. Và một số nhà phân tích thì tài chính Phố Wall đã mô tả là khoản tiền này gần là 1,7 tỷ đô la Mỹ mà Neumann bỏ túi là con số điên rồ. Theo CNBC thì nhiều khả năng tỷ phú Masayoshi Son chấp nhận lót tay đậm cho cựu CEO Neumann để WeWork chấp nhận thỏa thuận với SoftBank thay vì nhận gói cứu trợ 5 tỷ đô la Mỹ của JP Morgan Chase. Và bất bình nhất không ai khác chính là những nhân viên đang làm việc tại WeWork. Nhiều người đã phải thốt